vào trong nhà ra đây làm gì? Đi vào. Không vào người ở đây nhé. Ừ. Đến cái này. Và thằng mấy cho con đi chầu bên ngoài nhượng. Ừ được rồi. À mưa rồi á. Đây là cứ bê từ ngoài này bê vàng á. Vâng. Đây là 15 lãng con. Đây cái đấy là của nhà mình, tí xách vào trước. Một tí nữa xách vào, hắn lấy bê luôn vào trước. Một tí nữa hắn xách vào để chuyển cái này xuống liền. Ở cuối nhà. Em chưa? Em hỏi chị với. Ừ. Giờ mời vào thì giờ có thể có quý vị khách quý rất trân trọng và kính mến. Và có lẽ rằng cứ mới đổ thu sang đông lại về, gió bắc heo may thổi vời vời, trên cây tìm những quả lê, cho chim làm tổ ta lại tìm về bên nhau. Kính thưa quý vị, trải qua quá trình công tác học tập, chỉ có những năm tháng yêu đương tìm hiểu thích tha ấy, được sự nhất trí của đôi bên bác mẹ gia đình, được sự nhất trí của chính quyền địa phương, và đặc biệt được sự thống nhất của đôi bạn trẻ Kim Loan và Quang Hòa, thì có lẽ rằng ngày hôm nay đây chính là ngày lành tháng tốt, ngày 24 tháng 11 năm Nhâm Dần, ngày mà đôi bên gia đình đã tổ chức đại lễ ăn hỏi chúc phúc cho cô dâu Kim Loan và chú rể Quang Hòa diễn ra vào trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa thay mặt cho gia đình xin được trân trọng kính mời toàn thể các quý vị khách quý gần xa, quý vị chúng ta đã và đang có mặt trong tư gia đình và nhà gái chúng tôi, một lần nữa xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta hãy cùng nghỉ ghế tự nhiên uống nước hút thuốc sơn trồ.